Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Chúc quý vị một ngày làm việc thuận lợi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay. Thưa quý vị, theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cũng trong buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chiều tối ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Pháp 1973-2023. Năm 2023 là một năm đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong nhiều năm qua, chính phủ và nhân dân hai nước luôn coi trọng và không ngừng vun đắp, phát triển tích cực toàn diện trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ, từ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan bộ ngành ở trung ương và địa phương, giữa các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đến hợp tác giao lưu nhân dân. Hai quốc gia luôn coi trọng và dành ưu tiên cao đối với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, môi trường. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động chính trị ngoại giao kết hợp giao lưu văn hóa, nghệ thuật được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam-Pháp, có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Việt Nam, qua đó góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác đa dạng trên các lĩnh vực, trong đó có giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Các đại biểu được thưởng thức một số tiết mục nhạc thính phòng nổi tiếng của Pháp do các nghệ sĩ và sinh viên tài năng của Việt Nam thể hiện. Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp dưới sự bảo trợ của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, vở nhạc kịch Khung cảnh lãng quên sẽ được công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Nhân kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức tọa đàm Thay đổi, bất biến tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện các ban, bộ ngành trong nước, Hội Doanh nhân trẻ khu vực ASEAN, tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp Quốc tế cùng hơn 300 đại biểu doanh nhân trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc. Tọa đàm Thay đổi, bất biến có hai phiên chính, tuổi 30 tự hào nhìn lại và doanh nhân trẻ tiến về phía trước. Tại phiên thứ nhất, các đại biểu thống nhất cho rằng doanh nhân trẻ Việt Nam là lực lượng trí thức, hướng đến tinh thần học tập suốt đời. Đây là yếu tố quan trọng để bắt kịp thời đại, đổi mới không ngừng, đồng thời giữ vững vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ, sáng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới để phát triển bền vững. Trong phiên thứ hai, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc doanh nhân trẻ hiện đại phải đối mặt với sự đổi mới không ngừng của hàng loạt vấn đề như công nghệ, đổi mới sáng tạo, môi trường xanh, từ đó đặt ra yêu cầu đặc biệt về sự thích nghi nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có, đồng thời phát huy sức mạnh liên kết của mạng lưới doanh nhân trẻ Việt Nam trên phạm vi toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế thành phố Đà Nẵng với 24 đơn vị trực thuộc, 4 bệnh viện ngành đóng trên địa bàn, 7 bệnh viện tư nhân, 21 phòng khám đa khoa tư nhân và hơn 1.900 phòng khám, quầy thuốc và nhà thuốc. Thời gian qua, các đơn vị đang dần kết nối các dữ liệu y tế, hình thành nền tảng hạ tầng y tế số, từ đó mang lại tiện ích cho người dân, giảm thiểu các thủ tục không cần thiết. Khám chữa bệnh bằng căn cước công dân hay thẻ bảo hiểm y tế, Bệnh viện Đà Nẵng đang là đơn vị tiên phong áp dụng hình thức này cho phần lớn bệnh nhân đến khám bệnh. Ban đầu, nhiều bệnh nhân chưa biết đến việc căn cước công dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế nên còn bỡ ngỡ. Song được nhân viên y tế hướng dẫn nên công tác khám chữa bệnh dần thuận lợi hơn. Rất là tiện lợi nhờ dùng căn cước công dân đã tích hợp luôn cả thẻ bảo hiểm và bây giờ tôi không cần phải mang lỉnh kỉnh các sổ bảo hiểm hoặc là thẻ bảo hiểm y tế nữa. Mỗi ngày, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận từ 1.000 đến 2.000 bệnh nhân nên việc dùng căn cước công dân thay thế cho bảo hiểm y tế thuận tiện cho cả người bệnh và bác sĩ. Bệnh nhân không phải mang thêm giấy tờ hay thẻ bảo hiểm y tế. Bệnh viện giảm được công đoạn kiểm tra đối chiếu giấy tờ. Hiện tại tất cả bệnh nhân khi đến khám không cần mang thẻ bảo hiểm y tế, chỉ mang thẻ căn cước công dân. Khi vào thì cái này có hệ thống tích hợp
hệ thống quét mã QR code của bệnh viện chuẩn bị đầy đủ rất là nhiều nơi tại bệnh viện, và bệnh nhân chỉ cần đem vào để quét thẻ, chúng ta có đầy đủ thông tin của bệnh nhân, cũng như qua đó thì giúp cho bệnh nhân dễ dàng khi khám tại những cái nơi yêu cầu theo đúng cái bệnh tật của họ. Ngoài tăng cường khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, việc triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian vừa qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục mà còn nâng cao chất lượng khám chữa cho người bệnh. Với một cái bệnh án điện tử thì chúng ta biết rằng là thứ nhất là mình sẽ rất là dễ dàng để tìm kiếm một cái bệnh nhân nào đó. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ được lưu lại toàn bộ các cái thông tin thăm khám, từ tiền sử, các cái bệnh sử khám bệnh. Vì vậy cho nên là nó rất là có lợi trong việc hỗ trợ cho điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân hơn so với một cái bệnh án giấy. Đà Nẵng đặt ra tầm nhìn tới năm 2030, ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế thành phố, hình thành nền y tế thông minh với 3 nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025. Do không đủ tiêu chí về diện tích hoặc dân số, nên quận Hoàn Kiếm và 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận này. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận phải có diện tích tối thiểu 35 km², dân số 150.000. Hoàn Kiếm đủ tiêu chuẩn về dân số nhưng chỉ đạt 15% diện tích, tức 5,35 km². Nêu lý do không nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh đây là quận trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và văn hóa của thành phố Hà Nội. Quận có địa giới hành chính ổn định, hình thành trước năm 1945, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý gắn với truyền thống lịch sử hình thành thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Kinh tế quận Hoàn Kiếm trong những năm gần đây liên tục tăng trưởng cao, bền vững, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt so với kế hoạch thành phố giao. Với 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập, Hà Nội đưa ra phương án sáp nhập một số phường như Khâm Thiên và Trung Phụng thành phường mới. Phường Ngã Tư Sở sẽ được sáp nhập một phần vào Khương Thượng, một phần vào phường Thịnh Quang. Dự kiến Hà Nội giảm được 70 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập. Tối ngày 27 tháng 11, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Gyeongsangbuk. Đến dự có lãnh đạo chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc cùng đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội năm nay có nhiều gian hàng giới thiệu các đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ của Hàn Quốc, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm, mặc thử hanbok truyền thống Hàn Quốc, chụp ảnh với phong nền là di tích văn hóa tuyệt đẹp của Jeonju, tìm hiểu thông tin, văn hóa, sản phẩm, ẩm thực và trò chơi dân gian đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như chương trình biểu diễn nghệ thuật, nhạc cụ, võ thuật truyền thống của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức, giúp người dân thành phố hiểu rõ hơn về văn hóa của Hàn Quốc. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại quan trọng và đầy ý nghĩa, đánh dấu chặng đường hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc thông qua các hoạt động giao lưu trên nhiều lĩnh vực. Ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề Đồ sứ Trung Quốc thời Thanh trong Hoàng cung Thăng Long, góp phần làm rõ mối quan hệ kinh tế, văn hóa và sự ảnh hưởng về kỹ thuật, nghệ thuật chế tác gốm giữa Trung Quốc và kinh đô Thăng Long của Đại Việt. Cuộc khai quật khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã phát hiện số lượng lớn di vật là đồ sứ Trung Quốc, có niên đại từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Trong đó, số lượng đồ sứ thời Thanh được tìm thấy có số lượng lớn, đặc sắc, minh chứng sinh động về đồ sứ Trung Quốc được sử dụng trong đời sống Hoàng cung Thăng Long xưa, đồng thời phản ánh về mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa trong lịch sử giữa Trung Quốc và kinh đô Thăng Long của Đại Việt. Tại tọa đàm, Phó giáo sư Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành cho rằng những phát hiện đồ gốm Thanh Trung Quốc tại Hoàng thành Thăng Long đã mở ra hướng nghiên cứu mới về đồ sứ Trung Quốc được sử dụng trong đời sống hàng ngày của triều đình Thăng Long, phản ánh nhiều khía cạnh về đời sống xã hội thời bấy giờ, góp phần lý giải sâu hơn về mối quan hệ và sự ảnh hưởng về kỹ thuật và nghệ thuật chế tác gốm. Thông qua tọa đàm này, giới nghiên cứu mong muốn trao đổi với các học giả trong nước và quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia gốm sứ Trung Quốc,
trong việc xác định đặc trưng, niên đại và nguồn gốc lò sản xuất của hiện vật thời Thanh, từ đó có thể phân định và lâm sàng rõ hơn về đồ gốm sứ Việt Nam. Cũng trong chiều ngày 27 tháng 11, Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam tổ chức buổi họp mặt báo chí công bố những thành tựu nghiên cứu khoa học về kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long và kết quả nghiên cứu phục dựng điện Kính Thiên. Đây là món quà mang nhiều ý nghĩa và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 1953-2023. Điện Kính Thiên là tòa điện thiết triều nằm chính giữa trung tâm cấm thành của kinh đô Thăng Long thời Lê Sơ. Đây là nơi diễn ra các nghi thức quan trọng nhất của quốc gia. Phó giáo sư Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành cho rằng, nhiều năm qua, việc nghiên cứu Kinh Thành đã tiến hành một chương trình nghiên cứu giải mã những bí ẩn kiến trúc điện trong Hoàng cung Thăng Long, đặc biệt trong suốt hơn 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2023, đã giải mã, phục dựng 3D thành công kiến trúc điện Kính Thiên. Ngày 29 tháng 11 tới, việc nghiên cứu Kinh Thành sẽ chính thức công bố cho công chúng qua cuộc trưng bày giải mã bí ẩn kiến trúc điện Kính Thiên tại Bảo tàng Hà Nội. Kết quả nghiên cứu này không những giúp cho công chúng hình dung rõ ràng hơn và cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp độc đáo, tráng lệ và kỳ bí của kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê Sơ, mà còn đem lại niềm tự hào hơn về tài năng và trí tuệ sáng tạo tuyệt vời của cha ông, góp phần làm sáng rõ và sâu sắc hơn giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Theo đài KBS của Hàn Quốc, Hải quân nước này, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức tập trận ba bên tại vùng biển quốc tế ở phía nam đảo Jeju nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân, tên lửa trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận ba bên lần này có sự tham gia của các khí tài quân sự chiến lược của Mỹ như tàu sân bay hạt nhân Carl Vision, tàu khu trục Aegis Terrestre, tàu Kit. Phía Hàn Quốc có tàu khu trục Aegis Sejong, lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản điều động tàu khu trục GS Kirisame. Hải quân Hàn Quốc giải thích ý nghĩa của cuộc tập trận lần này là để tăng cường năng lực thực thi tác chiến và phối hợp chung chặt chẽ giữa ba nước Hàn, Mỹ, Nhật trong tình hình Triều Tiên đẩy mạnh uy hiếp hạt nhân, tên lửa như phóng vệ tinh trinh sát quân sự có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo bất chấp chỉ trích và ngăn cản của cộng đồng quốc tế. Ngày 21 tháng 11 vừa qua, Triều Tiên đã phóng một vệ tinh do thám quân sự về vùng biển Hoàng Hải, kéo theo nguy cơ đổ vỡ của thỏa thuận dừng hoạt động quân sự thù địch liên triều giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Theo hãng truyền thông Nga Mediazona, Bộ Nội vụ Nga đã phát truy nã ông Andy Stone, giám đốc truyền thông của tập đoàn Meta, hãng sở hữu ứng dụng mạng xã hội Facebook vì cáo buộc khủng bố. Theo hãng truyền thông Nga Mediazona, Bộ Nội vụ Nga đang truy nã giám đốc truyền thông của tập đoàn Meta, ông Andy Stone, vì vi phạm bộ luật hình sự của Nga. Theo báo chí Nga, Stone đã bị một tòa án bắt giữ vắng mặt vào giữa tháng 11 này, mặc dù dữ liệu truy nã của Bộ Nội vụ Nga không cung cấp thêm chi tiết về sự việc. Andy Stone làm việc cho công ty chuyên về mạng xã hội Meta từ năm 2014, thời kỳ còn là Facebook. Trước khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, các sản phẩm của Meta như Facebook và Instagram khá phổ biến trong cộng đồng người Nga. Tuy nhiên, hiện nay các mạng xã hội này đã bị cấm. Meta đã bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố và cực đoan từ tháng 10 năm 2022. Nga cũng đã khởi tố Meta vào tháng 3 năm 2022, nói rằng công ty thúc đẩy hoạt động khủng bố sau khi thay đổi các quy tắc về phát ngôn hận thù đối với những người sử dụng là người Ukraine và Ba Lan. Ngày 27 tháng 11, Pháp mở phiên tòa kín xét xử 6 thiếu niên vì liên quan đến vụ nam giáo viên lịch sử Samuel Paty bị sát hại dã man bằng hình thức chặt đầu hồi năm 2020. Năm 2020, nam giáo viên lịch sử Samuel Paty bị sát hại dã man ở ngoại ô Paris bằng hình thức chặt đầu bởi một nghi phạm 18 tuổi sinh ra ở Nga, gốc Chechen. Nghi phạm bị cảnh sát tiêu diệt ngay tại hiện trường. Nguồn cơn sự việc là do trong một tiết học về quyền tự do ngôn luận, giáo viên này đã cho cả lớp xem một bộ phim hoạt hình và phát bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed. Theo Đức tin Đạo Hồi, bất kỳ sự miêu tả thiếu nghiêm túc về nhà tiên tri là sự báng bổ. Một trong 6 trẻ vị thành niên bị Pháp xét xử ngày 27 tháng 11 này là một cô gái 15 tuổi vào thời điểm thầy giáo Samuel Paty thiệt mạng, bị cáo buộc vu khống khi nói với người thân rằng vị giáo viên cho cô xem những bức tranh, tuy nhiên lại không có ở lớp vào thời điểm đó. 5 thiếu niên còn lại cũng trong độ tuổi từ 14 đến 15 trong thời điểm năm 2020, bị cáo buộc tội âm mưu phạm tội có chủ ý hoặc phục kích vì chỉ điểm thầy giáo Paty cho nghi phạm chính và giúp hắn theo dõi hoạt động của vị thầy giáo quá cố. Chính quyền thành phố Seongnam mới đây đã tổ chức một cuộc hẹn hò giấu mặt cho 100 thanh niên nam nữ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của hôn nhân khi tỷ lệ sinh tại quốc gia này đang giảm mạnh. 460 thanh niên nam nữ trong độ tuổi từ 20 đến 30 đã được mời tới một khách sạn ở thủ đô Seoul trong một sự kiện hẹn hò giấu mặt.
Sự kiện được tổ chức bởi chính quyền thành phố Seoul Nam, phía Nam Hàn Quốc, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của hôn nhân khi tỷ lệ sinh cũng như mức độ hứng thú làm cha mẹ của giới trẻ tại quốc gia này đang giảm mạnh. Ban tổ chức đã chuẩn bị rượu vang, sô-cô-la, các trò chơi tạo cơ hội kết nối và cung cấp dịch vụ trang điểm và kiểm tra lý lịch miễn phí cho những người tham gia. Kết thúc sự kiện, 198 trên 460 thanh niên đã đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với nhau để từ đó phát triển mối quan hệ tiến xa hơn. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống mức kỷ lục 0,78 trẻ trên mỗi phụ nữ năm 2022, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ sinh trung bình của các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD là 1,57. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 11 với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật căn cước. So với luật căn cước công dân năm 2014, luật mới được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới. Trong đó, tên gọi của luật và căn cước công dân như hiện nay khi luật mới có hiệu lực sẽ được đổi thành căn cước. Một nội dung mới khác là thay vì chỉ cấp căn cước cho công dân trên 14 tuổi như luật hiện hành, thì luật căn cước vừa được thông qua quy định cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi theo nhu cầu. Thưa quý vị, là một trong những nước châu Á đặt tham vọng lớn nhất, chiến lược phát thải ròng bằng không của Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 43,5% lượng phát thải. Tuy nhiên, theo bài viết trên báo Nhân dân, áp lực gia tăng từ các quy định liên quan đến môi trường ngày càng khắt khe của các nước phát triển đang hối thúc chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam phải nhập cuộc nhanh, mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để chúng ta thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và tận dụng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư mới. Với 60 ngày đêm thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, theo ghi nhận trên báo Sài Gòn Giải Phóng, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã thu gần một nửa chặng đường, đặt quyết tâm cao nhất để nếu không đạt mục tiêu 95% như kế hoạch thì cũng phải đạt tối thiểu 80%. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố còn khiêm tốn, song cũng cần tính đến tổng số vốn đầu tư công năm 2023 được giao là rất lớn, gấp 2 lần kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tương đương 10% tổng mức vốn đầu tư công của cả nước. Tính về giá trị tuyệt đối số vốn giải ngân, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương giải ngân vốn cao nhất cả nước. Thị trường xuất khẩu rau quả đang rất sôi động, đặc biệt là dịp cuối năm khi Trung Quốc vào mùa lễ hội. Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, dự kiến năm nay xuất khẩu rau quả Việt Nam sẽ dễ dàng cán đích 5,5 tỷ đô la Mỹ. Còn ý kiến một số chuyên gia kinh tế cho rằng ngành rau quả còn nhiều dư địa để đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, để đạt được kim ngạch 7-8 tỷ đô la Mỹ còn rất nhiều vấn đề cần phải hướng đến, trong đó cần chú trọng sản xuất sạch, xanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng sau nửa năm triển khai mới giải ngân được 83 tỷ đồng, tức chưa đến 0,07%. Người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chưa mặn mà vay gói tín dụng này. Bài viết trên báo Lao Động phân tích, bên cạnh nguồn cung hạn hẹp thì lý do chính là lãi suất của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cao, quá sức chịu đựng của người có thu nhập thấp. Không chỉ người dân khó tiếp cận mà cả doanh nghiệp làm nhà ở xã hội cũng đang khó đủ đường. Một thực tế cho thấy các dự án nhà ở xã hội phần lớn vẫn đang nằm trên giấy vì vướng pháp lý. Phương án thu phí xe cơ giới vào nội đô Hà Nội đã được nghiên cứu đề xuất từ năm 2017, nhưng theo ghi nhận trên báo Kinh tế và Đô thị, đến nay vấn đề này vẫn nhận được nhiều ý kiến đa chiều. Với người dân tại các khu vực ngoại thành, vấn đề lớn nhất là thiếu thông tin chính xác về đề án này. Một số chuyên gia giao thông thì cho rằng, thay vì thông tin một cách nhỏ giọt, thành phố Hà Nội cần thông qua một đơn vị tư vấn, khảo sát, đánh giá tính khả thi của đề án, công khai rộng rãi thông tin để người dân biết và góp ý. Đặc biệt, việc thu phí cần tính toán kỹ, bởi nếu chỉ thu phí một số tuyến cụ thể thì có thể thực sự giảm nguy cơ ùn tắc hay không. Với gần 10 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 500.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2023. Như vậy, ngành du lịch có sự tăng trưởng nhất định. Tuy nhiên, bài viết trên báo Tiền Phong cho rằng dịp cuối năm 2023, du lịch nội địa khó bứt phá vì nhiều khách trong nước lại ưa chuộng tour ngoại. Hiện các công ty lữ hành tập trung khai thác các thị trường du lịch truyền thống như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia với nhiều ưu đãi. Sở dĩ khách Việt Nam chọn xuất ngoại dịp này bởi một số quốc gia thường trang hoàng lộng lẫy đón Noel và Tết Dương lịch, tạo sức hấp dẫn cho du khách tham quan và mua sắm.
Những nội dung của tiêu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân.